Xin chào toàn thể anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Trung Hiếu Vlog. Thì hiện tại hôm ngày hôm nay ấy, mình cũng rất là bận. Thì hôm nay thì xe của anh cũng mang đến cũng khá lâu rồi, bây giờ mới bắt đầu giải quyết và làm cho anh để cho hoàn thiện nhá. Thì nhân tiện hôm nay xe UV RX này đến với cửa hàng mình, hiện tại đang có một cái ban bệnh đi lên dốc hoặc mang tải thì đang có một cái tiếng kêu nó khoạc khoạc ở hiện tại ở khu vực mảng đằng nhông xích nha anh em nha. Thì nhân tiện như ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách để anh em có thể đoán được cái bệnh của một con xe mà khi anh em mình đang mang tải này mà nó bị kêu đấy. Như vừa này lý vừa tải anh em ấy, thì để cho anh em đoán được chính xác nhất đấy thì anh em hãy theo cách mình nhá, để mình chia sẻ cho anh em, để cho anh em tới đây anh em có thể làm nó sẽ được dễ dàng hơn. Và cái thứ hai thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách để làm sao có thể lắp ráp được một cái bộ ấy nhông xích để vào cái chiếc xe UV RX này nha anh em nhá. Rồi ok, bây giờ mà anh em hãy theo mình để mình có thể hướng dẫn anh em cách kiểm tra như thế nào để cho anh em có thể biết được là bộ nhông xích này nó có hỏng hay không. Đấy anh em nhá. Và đây đây là trước mắt anh em là con xe UV RX nha anh em nhá. Đấy, anh em nhìn này. UV RX này. Đó. Thì hiện tại đến thì khách cũng đã nói với mình là đang mang tải thì xe bị kêu và trượt. Đấy, nghe rất là khó chịu và đi nó sẽ yếu đi xuống. Thì bây giờ mình sẽ trước tiên thì mình sẽ tháo cái nắp băng cá này ra để có thể xem được là cái bộ nhông xích của chiếc xe UV RX này nó có bị mòn hay không nhá. Anh em hãy theo mình nhá. Bây giờ anh em lấy một cái T8 này anh em tháo ra. Đây thì bệnh thì hiện tại mình đã phán đoán ra đây rồi, chắc chắn đây nó là bộ nhông xích nó bị hỏng rồi nhá anh em nhá. Đấy. Thì mình sẽ đưa cái camera của mình vào sát gần hơn một chút nữa để cho anh em cùng xem là nó bị mòn như thế nào. Đó, đây anh em thấy không? Đấy, nó mòn cụt ngủn luôn nhá anh em nhá. Thì khi mòn như thế này thì anh em mình vào số đột ngột thì những cái răng này nó sẽ bị trượt ra khỏi những cái mắt xích này nha anh em nhá. Đấy, sẽ sinh ra tiếng kêu rất là to và nghe rất là khó chịu nha anh em nhá. Đấy, và đặc biệt là sẽ không đi được nếu mà mang tải nặng, mà anh em vào số 1 thì anh em ga thì nó chỉ có tiếng kêu. Rồi ok, thì hiện tại mình đã phán đoán bệnh cho anh em nhá. Thì bây giờ anh em muốn thao tác lắp được cái bộ nhông xích này và thay thế được cái bộ nhông xích lên chiếc xe UV RX này thì bây giờ anh em hãy theo lý và theo các bước lý mình sẽ hướng dẫn các anh em cụ thể nhá. Thế thì như những cái con xe UV Dream thì anh em phải tháo hết cả bánh ra. Đấy. Nhưng còn những con xe đời mới bây giờ ấy thì nó không có một cái trục ốc bắt nhông ở từ trong nó xuyên ra, thì anh em mình chỉ cần rút nguyên cái đầu trục này ra thôi thì anh em mình có thể thao tác lắp được cái bộ nhông xích rồi nhá. Rất là nhanh, còn nhiều khi anh em không biết thì anh em phải tháo cả bánh rất là lâu. Thì bây giờ anh em dùng cà lê 19 với lại là cà lê 14 để anh em hãm các con ốc vào, anh em mặc ra nhá. Tiếp đến anh em lấy cái T10 để anh em tháo cái mảnh hộp xích ở bên trên này ra để anh em mình thao tác làm nó sẽ dễ dàng hơn. Ok, mình đã tháo được cái hộp xích ra nhá anh em nhá. Thì đây thì bây giờ anh em hãy lấy một cái kìm hoặc là một cái cà lê 19 anh em cho vào đây này, anh em cậy ra. Đó. Đấy, anh em rút ra như này thôi là anh em đã thao tác cho được cái bộ nhông xích ra rồi này, rất là đơn giản đúng không anh em. Thì những cái khâu thao tác tháo ra thì anh em phải nên chú trọng và kiểm tra các cái vòng bi. Đấy, anh em nhá, các cái vòng bi nhông này hoặc bi bánh có hỏng hay không thì anh em có thể bảo khách để
thay đi nhá, còn nếu mà tốt thì anh em mình để nguyên đó. Thì hiện tại mình đã tháo ra rồi, thì anh em dùng cái tên 10 để anh em tiếp tục tháo cái nhông con này ra. Đây, anh em tháo nhông con này ra thì anh em phải vào cái số 1 nhá, để nó giữ lại cái nhông con này nhá. Thì anh em mình vỗ đột ngột này, anh em xem tay lý này, anh em vỗ đột ngột đấy thì nó sẽ ra được cái con ốc nhá, con ốc 10 này. Còn nếu mà không thì anh em sẽ không thao tác được nó ra nhá. Nếu anh em mình để vào số mo thì anh em mình vặn nó chỉ quay trơn thôi đấy, nó quay theo cái nhông ấy. Rồi ok, này mình đã ra hai con này. Thì cái đoạn này cũng rất là quan trọng để anh em có thể thao tác ở nhà, thì anh em phải lưu ý đoạn này nhá. Thì bây giờ anh em nhìn thấy ở đây nó có một cái khóa này đấy, đây có một khóa này. Thì bây giờ nó hiện tại nó đang bắt thẳng vào với cái gen ốc của cái nhông bên trong đấy. Thì bây giờ anh em phải xoay một chút đi để cho nó vào với cái rãnh then hoa của cái trục đấy anh em. Đây bây giờ mình sẽ lau sạch sẽ đi, xong mình sẽ quay cho anh em xem. Đấy nha anh em nha. Đấy. Thì đây anh em nhìn thấy nó có cái răng then hoa này này. Khi lắp vào cái trục nhông này thì nó sẽ xoay để cho cái rãnh then hoa này nó sẽ trô vào với cái rãnh then hoa của cái trục nhông này. Đấy. Thì nó sẽ giữ lại được nhá. Rồi ok, thế bây giờ anh em chỉ cần rút cái nhông con ra thôi là anh em thay được. Đây anh em nhìn này, rất là mòn. Đó, anh em nhìn thấy không ạ? Quá là mòn luôn. Như này thì cố gắng đi tạm thôi, chứ còn nếu mà để đi là không đi được nữa rồi. Đấy. Rồi, hiện tại mình đã thao tác xong về cái nhông con. Thì về cái khóa xích này thì anh em xích nào nó cũng có một cái khóa, trừ trường hợp anh em xích dài quá, anh em đột thẳng và nối thẳng thì mới không có thôi. Đây hiện tại mình đã nhìn thấy ở đây có một cái khóa nó đây rồi. Thì anh em hãy xem cái mắt khóa của nó là về vị trí nào. Đây anh em đây, thì đây nó có một cái rãnh để nó khóa vào cái khóa xích này. Đấy. Một bên là nó có một vết khuyết và một bên là nó không có. Thì cái bên vết khuyết thì anh em chỉ cho kìm vào đây thôi. Đấy. Anh em cho kìm vào, anh em bóp xoay nhẹ này, anh em xoay kiểu như thế này nhá. Đấy. Xoay như thế là nó ra rồi, mình đã xoay nó ra này. Đấy anh em thấy không ạ? Rất là ok luôn. Rồi mình đã rút ra này. Đấy ok, bây giờ mình đã tháo tác tháo được cả cái xích khỏi cái bộ càng của con xe UAV RX rồi nhá. Thì anh em hãy làm sao thao tác để vệ sinh qua cái bưởng máy này một chút. Đấy. Rồi, rất là ok, xong rồi. Thì mình đã hướng dẫn tháo các cái chi tiết nhông xích ở trên xe xuống rồi nha anh em nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lại hướng dẫn anh em cách để lắp được một cái bộ nhông xích mới lên cái chiếc xe này như thế nào để cho nhanh và chuẩn. Đấy, anh em nha. Thì bây giờ hiện tại trước mắt anh em đây là một bộ nhông xích mạnh quang anh em nhé. Đấy. Bộ nhông xích mạnh quang này thì rất là đẳng cấp rồi. Anh em chạy xe và anh em có xe đi lại thì anh em cũng đã từng trải và từng biết được là cái bộ nhông xích mạnh quang là nó bền như thế nào. Đấy anh em nhé. Rồi thì ok, mình sẽ không nói nhiều về vấn đề của nhông xích mạnh quang nữa. Thì tới đây mình sẽ làm một cái clip về bộ nhông xích mạnh quang ngày sau. Nhưng hiện tại bây giờ mình chỉ hướng dẫn anh em cụ thể để anh em có thể thao tác lắp được lên thôi. Rồi thì bây giờ anh em hãy tháo cái bộ nhông xích này ra này. Thì khi mở hộp ở bên trong thì nó sẽ có một bộ xích. Đấy, đầy đủ cả khóa luôn anh em nhé. Rồi, và có một cái nhông to. Đấy, là cái nhông sau này. Đấy. Tiếp đến là sẽ có một cái nhông con. Ok nha anh em nhé. Rồi. Trong này thì nó có sẽ có một cái phiếu bảo hành, nhưng mà hiện tại thì cái phiếu bảo hành này mình sẽ bỏ qua một bên. Hết rồi anh em ạ.
Rồi ok nhá, thì bây giờ sẽ hướng dẫn anh em cụ thể để anh em thao tác lắp được lên cái nhông con này như thế nào. Đây thì trước tiên thì anh em hãy xé cái túi ra này. Đấy, cái bộ nhông con của nó thì sẽ được mang là 14 răng. Đấy, và xích 28 xích 428 nha anh em nhá. Đấy. Thì anh em đây, anh em chỉ cho cái rãnh này, anh em cho cái rãnh then hoa này. Nó sẽ vào với cái rãnh then hoa của cái trục số này anh em này. Đấy, đây nha, nó có một cái rãnh này. Đó. Thì anh em mình sẽ cho các cái rãnh nó ăn khớp với nhau là anh em mình có thể xỏ vào được luôn. Rồi ok nhá, mình đã cho được cái nhông con vào, nhưng mà anh em lưu ý là nhớ cho cái mặt số này quay ra nhá. Đấy, cho cái mặt số này này, đấy, quay ra bên ngoài. Mặt không số anh em cho vào bên trong. Rồi. Tiếp đến đây thì anh em xem cái rãnh này. Đấy, mình sẽ xoay cái rãnh nhá. Đây anh em cũng cho cái rãnh then hoa của nó vào ăn khớp với cái rãnh then hoa của bên trong của cái trục số này. Bây giờ anh em xoay này. Đấy. Khi nó vào đến một cái rãnh vòng tròn. Đấy, đến một cái rãnh vòng tròn thì anh em xoay. Đấy, anh em nhìn thấy không ạ? Khi mình cho vào được thì mình sẽ xoay này. Đấy, xoay thì nó mới sẽ ăn khớp vào với cái gen của cái nhông con nha anh em nhá. Đấy thì bây giờ mình sẽ lấy hai con ốc 10 anh em mình sẽ vặn vào thôi. Rất là dễ. Không có gì là khó cả. Anh em có thể mua về tự thao tác thay ở nhà. Cực kỳ đơn giản. Rồi ok nhá. Đây anh em dùng T10 anh em vặn này. Đó. Đây mình sẽ quay cách thao tác để anh em có thể vặn được cái nhông con cho chắc nhá. Thì anh em hãy chuyển về số 1 cho Linh. Anh em nhớ phải chuyển về số 1 thì anh em mới có thể làm được nhá. Đấy. Rồi, anh em cho như này, anh em đập đột ngột này. Đấy, anh em thấy không ạ? Đập đột ngột thì cái trục số của anh em mình nó sẽ không quay kịp thời. Thì anh em mình gõ nó sẽ rất là chắc. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì anh em có thể lắp hẳn cái bánh sau vào. Anh em giữ. Đấy, thì anh em vặn cũng sẽ chật bình thường. Rồi, mình làm như này thì mình không cần phải cần thiết phải lắp bánh sau. Rồi tiếp đến bây giờ thì mình sẽ thao tác để bắn cái nhông to ra. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cụ thể để anh em có thể tháo được cái nhông to sau của cái bộ nhông xích này ra nhé. Thì trước tiên như anh em mà ở tại nhà mà không có đồ nghề như máy hơi hoặc là súng bắn thì anh em hãy tháo cái bánh này ra này. Đây anh em nhìn thấy không ạ? Đây hiện tại cái bánh này ra. Anh em tháo hẳn cái bánh này ra. Anh em để nghiêng cái mặt của cái bên giảm giật này, anh em cho ngược lên, chỉ lên trời nhá. Đấy. Rồi anh em cho cái bộ nhông xích này. Đấy anh em hình dung này, bây giờ nhá là cái mặt của cái bộ giảm giật này, bây giờ nó đang nằm ở phía bên trên như này, đúng không anh em hiểu không ạ? Thì bây giờ anh em cho cái bộ nhông xích này nằm xuống. Đấy, anh em cho hẳn cái ấy này nó anh em đặt xuống như này. Anh em dùng bằng tay công. Đấy, anh em dùng tay công anh em vặn nhá. Đấy, vặn ngược chiều kim đồng hồ. Thì anh em sẽ thao tác được cái bộ nhông xích này ra rất là đơn giản. Đấy. Còn ở mình đây thì mình có súng rồi, mình sẽ dùng bằng súng bắn nha anh em nhá. Đấy, mình nói nôm na như này thì chắc là anh em cũng có một chút có thể hiểu được rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dùng bằng súng để anh em thao tác bắn này. Anh em chuyển về chiều ngược kim đồng hồ của súng anh em bắn. Rồi, ok, mình đã làm ra một con nhá. Thì anh em bắn cũng nên chú ý khi những cái bộ nhông xích này nó rất là sắc, anh em không được cầm vào cái đầu này mà anh em hãy cầm vào bên dưới này, anh em bóp vào như này. Đấy. Hoặc anh em dùng bằng chân, anh em đạp lên đây. Đấy, tùy anh em. Đấy, như mình thì thường xuyên mình cầm như vậy nó cũng chẳng sao cả. Ok nhá, mình đã tháo được cái nhông to ra rồi. Thì bây giờ anh em lại tiếp tục cho cái nhông mới vào. Đây thì nhông mới anh em nhớ nhá, chiều chứ quay lên phía bên trên. Đấy, và nó có cái vết khuyết này, anh em cho ngược như này là không được nhá. Đấy, anh em hãy cho như thế này. Đó. Thì mới là ok nhá, và mới là chuẩn chính xác theo nhà máy nó sản xuất.
Và các con ốc này thì anh em hãy cho cái đầu ở bên trên này này, đấy nó có ít mũ này. Đấy thì anh em cho xuống, còn đầu bên dưới này nó bằng phẳng. Thì anh em cho nó xuống bên phía bên dưới của cái mặt nhông. Ok nhá, mình đã cho vào xong. Thì bây giờ anh em sẽ tiếp tục bấm vào chiều bắn vào. Đó. Ok, mình đã cho xong rồi. Anh em lưu ý nhá, thì cái ắc này này. Cái ắc này anh em phải không để rơi ra ngoài nhá. Nếu mà ắc này mà rơi ra ngoài, một là anh em mình vặn cái bánh nó sẽ chật là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu anh em cố tình cho đi tới đây cái vòng bi nhông bên trong này của khách đấy sẽ bị vỡ nhá anh em nhá. Đó, ok, anh em phải cho cái chiều nhỏ này vào bên trong này. Đó, anh em nhít vào như này là ok thôi. Đấy, và cái ắc này nữa này, quan trọng cũng là cái ắc này. Cái ắc này anh em phải nhít vào đây. Đó, còn nếu không thì cái nhông này nó sẽ chạm vào cái càng. Đấy, cái nhông này nó sẽ chạm vào cái càng này anh em ơi. Đây nhá, nó sẽ chạm vào cái mặt càng này thì nó sẽ quệt hỏng hết cái càng này luôn. Rồi, tiếp đến thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể anh em thao tác để anh em có thể lắp được lên cái bộ nhông, lên cái bánh xe này nhá. Thì trước khi anh em lắp cái củ nhông này đấy, lên trên cái bánh xe này thì anh em phải nên lưu ý cho mình là cái bộ giảm giật này anh em này. Đấy, anh em nhìn đúng không ạ? Thấy không ạ? Nó rất là kém rồi và nó bị ngót hết cái nhựa này. Đấy, anh em nhìn thấy không ạ? Đấy, ngót hết cao su đi rồi. Thì anh em phải nên thay thế luôn nhá. Tránh tình trạng là khi những cái giảm giật này nó bị hỏng thì anh em mình ga to nó sẽ bị hỏng hết cái những cái chấu của bên trong cái máy ơi này, tay lý đang chỉ này anh em nhá. Đấy. Rồi ok này. Thì bây giờ mình sẽ thay bộ giảm giật mới. Thì anh em xem cái bộ giảm giật này. Đấy, cái bộ giảm giật này thì nó có một chiều lõm này. Đấy, và một chiều nó có một cái mặt phẳng đây. Thì anh em cho cái chiều lõm để dắt vào với cái thanh tì của cái máy ơi này nhá. Đó, đây anh em cho đây. Nó rất là đơn giản thôi. Thì nhiều anh em không biết thì anh em lại không biết cách lắp, rất là khó. Mà vừa mất công vừa mất thời gian. Đấy, anh em không cần phải tháo cả bánh nha. Nếu mà như anh em thợ có đồ nghề sẵn sàng thì anh em mình không cần phải tháo bánh. Anh em mình chỉ như này thôi là anh em mình có thể thao tác rất là nhanh gọn lẹ. Đó, bây giờ anh em chỉ cần đưa cái ắc này vào thôi anh em nhá. Đây, anh em đưa cái ắc này vào bên mặt nhông này. Rồi anh em đưa lên này. Đấy, anh em đưa cái bánh kéo lên. Thì bây giờ anh em chỉ cần xiên trục thôi là xong. Đó. Rồi anh em lấy cho Lý một cái tê nhá. Đây anh em lấy cho Lý một cái tê anh em chống vào đây. Để anh em bẩy nó sang này. Bẩy để cho nó vào với cái ránh của cái giảm giật anh em hiểu không ạ? Đấy. Bẩy như thế này thì anh em mình tiếp tục lại lấy cho Lý một cái ắc. Đấy, lấy cho Lý một cái ắc này. Đây nha, anh em lấy cái ắc anh em cho đây. Đó. Mình đã chống được vào rồi này. Rất là dễ luôn. Thì tiếp đến thì anh em sẽ đóng cái trục xiên sang bên kia để cho nó xiên theo cái ắc và sang hẳn bên cái càng đối diện bên này nhá.
Rồi, mình đã đóng cái trục nó xiên sang rồi nhá anh em nhá. Đấy thì nó cực kỳ đơn giản thôi. Thì bây giờ anh em hãy nhả hết cái tay đằng xích ra này. Đây anh em nhả hết cái tay đằng xích ra để anh em thao tác anh em lắp cái nhông lắp cái xích vào nha anh em nhá. Rồi thì anh em phải vặn cái tay đằng xích nhả ra hết như thế này anh em nhá. Đấy thì anh em vặn ra nhả như này thì anh em sẽ đẩy cái bánh sau này cho nó tụt về đằng trước hết nhá anh em nhá. Thì trong khi đó thì anh em mình mới có thể lắp được xích và nối được xích nhá. Còn không thì anh em mình sẽ cắt nhầm xích và khi anh em mình tăng lên thì nó sẽ bị hết gen của cái tay đằng xích này nhá anh em hiểu không ạ? Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể để anh em có thể lắp xích này. Đấy thì anh em tháo hẳn cái bộ xích này ra. Đây thì cái bộ xích này thì nó sẽ dài hơn so với theo xe một chút. Đấy thì đây là khóa đây. Đó thì bây giờ anh em hãy cho cái chiều xích lên này. Anh em cũng lưu ý nhá, anh em cho cái mặt có chữ mạnh quang ra ngoài nhá anh em nhá. Đấy. Đây. Đây thì anh em mới cho vào như này này, đấy. Anh em cho thẳng theo chiều. Anh em về số nhá, anh em về mo nhá để anh em mới quay được cái bánh răng con ở phía đằng trước. Đó. Đây. Hiện tại là mình sẽ đưa anh em đến cận cảnh hơn một chút nữa để cho anh em cùng nhau xem nhá. Đây này, thì anh em nhìn thấy không ạ? Bây giờ xích hiện tại đang dài như này nhá. Thì anh em đột nối này thì anh em đột đến cái mắt thứ ba này nhá anh em nhá. Đấy. Thì bình thường anh em cho dài như này thì chắc chắn là anh em mình sẽ không nối được đến cái đoạn mắt này. Đấy, bởi vì anh em đột thì anh em phải nhìn là khi anh em mình đột ra thì cái mắt xích của anh em mình nó phải như cái mắt này thì anh em mình mới bắt đầu nối được nhá. Còn nếu mà anh em mình đột mà nó bị nhầm mà không vào cái mắt này mà sẽ vào cái mắt này. Đấy. Thì khi đó là anh em mình sẽ không nối được xích. Đấy, bởi vì là cái ắc này bên trong này nó có một cái ắc. Còn nếu anh em mình đột nhầm thì cái ắc này nó tụt ra ngoài và bên trong này nó sẽ không có ắc nữa thì anh em mình sẽ không dắt được khóa xích nha anh em nhá. Đó. Thì bây giờ anh em nhìn này. Đấy thì hiện tại là mình đo này thì đến đoạn này thì anh em hãy xem này, ở mảnh bên ngoài này thì nó sẽ có hai cái tai bắt. Đấy. Bên ngoài này có một cái tai bắt này, anh em mình xoay này đấy, thế nên nó động động là nó ở bên ngoài thì ở cái ở bên trong nằm yên. Đấy thì anh em mình sẽ hình dung ra được luôn là cái điểm chuẩn của cái khóa xích nó sẽ nằm ở cái vị trí này anh em nhá. Đấy. Thì anh em mình sẽ đột luôn vào vị trí này luôn cho mình. Đó. Và một cách nữa để anh em nhận biết nhá, khi anh em mình dùng bằng khóa xích thì cái mắt mắt khóa xích này này, đấy. Cái mắt nối ấy, anh em ạ. Thì cái mắt nối này nó sẽ luôn luôn ăn khớp và dính vào với cái mắt khóa ở bên ngoài nhá, thì anh em mình chỉ cần xoay động như này thôi, cả cái mắt khóa này nó đi cùng. Đấy. Anh em hiểu không ạ? Cả cái mắt khóa này nó đi cùng với lại cái khóa này. Đấy thì anh em mình đột luôn qua vị trí đó nhá. Đấy. Còn nếu mà ở bên trong này, anh em hiểu không ạ? Bây giờ anh em cầm thì lại anh em cầm giữ ở mảnh bên này thì lại anh em mình cầm thì đến cái đoạn ở bên trong này anh em lắc này thì cái bên trong này nó sẽ đi mà cái bên ngoài nó không đi. Đấy. Thì cái mắt bên ngoài nó không đi ấy thì anh em mình sẽ phát hiện ra là anh em mình đã bị sai và nhầm rồi nhá. Đấy. Cái trường hợp này thì rất ít người bảo. Nhưng mình bảo thì cũng cố gắng làm sao để cho anh em có thể dễ hiểu nhất có thể. Và đây thì cái cách đột xích này thì anh em hãy vặn để làm sao cho cái đinh chốt ở bên trong cái đột xích này nó sẽ tụt vào bên trong nhá. Đấy. Thì anh em sẽ cho vào đây. Đó. Anh em cho một đầu tì vào cái lỗ này này.
Đấy, mà một đầu sẽ tì vào cái lỗ này. Đấy, cái đầu mắt xích này nhá. Rồi. Thì bây giờ anh em sẽ vặn con ốc 19 này vào. Cho anh mượn cali 19 thôi. Đó, thì anh em muốn không gấy cái múi đột xích của anh em thì anh em phải dùng bằng cái cà lê 19 anh em siết chặt vào nha. Đấy, thì cái này 100% thì sẽ chuẩn chính xác luôn và không bao giờ bị gấy cái đột xích của anh em nhé. Đây thì anh em dùng cái cà lê 14 này để anh em mình vặn anh em đột xích này. Đó. Đây anh em dùng cà lê 14 vặn như này nhé. Đấy, anh em mình vặn theo chiều kim đồng hồ vào thì cái mắt xích này nó sẽ bị tụt ra. Đó, mình đã thao tác xong rồi nha, nó rất là đơn giản thôi anh em ạ. Đó, bây giờ mình đã đột xong rồi, ra rồi này. Đấy, bây giờ anh em chỉ cần lấy khóa xích để anh em có thể thao tác lắp vào thôi. Đây là khóa xích này anh em xé ra. Thì anh em nên lưu ý nhá, ở trong bộ khóa xích thì nó sẽ có 3 cái như thế này thôi. Đấy, một cái mắt khóa này và một cái nối này và một cái khóa bên ngoài này. Thì bây giờ anh em sẽ cho cái khóa xích vào đây. Đó. Đây nha, như này nhá. Đấy, anh em chốt vào như này thôi. Đấy. Ok. Thì anh em cho cái mắt khóa này vào. Rồi ok nhá. Tiếp đến anh em cho cái khóa này. Thì anh cái khóa anh em phải nhìn cái miệng nhá. Đây. Nó có một cái miệng này. Đấy. Thì anh em cho cái chiều miệng nó sẽ quay về phía nhông con mà ở lắp ở phía bên dưới này nha anh em nhá. Nếu mà ở phía bên trên thì anh em phải lại phải lắp ngược lại. Còn anh em thường xuyên thì anh em mình sẽ lắp ở bên dưới này thì anh em hãy cho cái chiều khóa nó nằm quay về phía trước, bánh trước hoặc về phía nhông con nha anh em nhá. Bây giờ anh em mình chỉ nghiêng như này thôi. Anh em mình lấy kìm anh em bóp vào thế là xong. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tăng xích lên. Bắt đầu bây giờ thì anh em dùng bằng T12 để anh em mình tăng xích lên nhá. Đấy, tăng xích thì anh em cũng phải để ý là luôn luôn cái bánh của anh em cũng phải vào chính giữa của cái càng nhá. Đấy, của cái càng chứa hát này, luôn luôn vào chính giữa của cái càng chứa hát. Đấy. Tùy theo những cái con càng nó bị lệch thì anh em mình sẽ chỉnh theo càng lệch. Còn anh nếu mà càng zin chuẩn theo xe thì nó sẽ vào chính giữa của cái càng chứa hát này. Đấy. Anh em xem để ý bánh. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tăng dần lên này. Đó. Anh em tiếp tục vặn bên đối diện nhá. Sao ạ? Anh em vặn làm sao để cho cái bánh nó sẽ cân với cái bu sau. Đây này anh em này, anh em nhìn thấy không ạ? Đấy, anh em phải nhìn sao để cho cân nhá. Đấy, nó cân vào với giữa cái sống lốp này, cân vào với cái bu sau này. Đấy. Thì anh em mình sẽ thao tác chính xác và chuẩn rồi nhá. Rồi, ok. Thì bây giờ anh em sẽ tiếp tục vặn những con ốc 12 này vào. Đó. Đây, thì trước tiên anh em vặn tăng dần thì anh em phải xem cái tay của Lý này. Anh em phải nâng để làm sao biết được cái điểm căng trùng của cái bộ nhung xích. Nếu mà cái đoạn nào căng thì anh em mình giảm xuống thôi. Anh em lấy cái đoạn căng nhá. Anh em quay tròn đi, anh em xem cái đoạn nào căng nhất thì anh em mình sẽ làm chuẩn ở cái đoạn đó. Đây, hiện tại bây giờ mình đang thấy chỗ này nó căng này thì bây giờ nó còn như này hơi trùng, mình sẽ tăng lên một chút nữa này. Đấy. Ok nhá, tầm này là đẹp nhá. Đó. Còn nếu mà anh em mà lấy đoạn trùng anh em mình tăng lên thì cái đoạn mà xích này nó căng ấy thì nó rất là căng. Đấy, đâm ra là anh em sẽ vặn vào anh em đi sẽ kêu. Rồi bây giờ như này là mình sẽ thao tác vặn được bánh.
sau vào rồi nhá. Đây, ok, thì hiện tại mình đã thao tác lắp được cái bộ nhông xích lên chiếc xe UV RX nhá. Đấy thì anh em xem này, đấy mình quay này, xích nó rất là đều luôn. Đó anh em nhá. Và khi anh em xong anh em phải nâng này, nâng xích đấy, anh em nâng xích này là cảm giác đến tầm này thôi, nó chỉ rơi khoảng tầm, nâng lên thì rơi khoảng tầm nửa phân đến một phân thôi, là coi như là xích của anh em tăng rất là chuẩn rồi nhá. Đấy. Còn nếu anh em cho lên cao quá thì xích nó sẽ trùng và nó sẽ nhanh kêu nhá anh em nhá. Rồi ok. Thì hiện tại mình đã hướng dẫn anh em rất là cụ thể và chi tiết để anh em có thể thao tác lắp được cái bộ nhông xích lên con UV RX này rồi. Cái kỹ thuật nào cần phải lưu ý thì mình cũng đã hướng dẫn cụ thể cho anh em nhá. Thì anh em xem cái video của Lý mà thấy hay thì anh em hãy like và chia sẻ nhá. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì tiếp tục đăng ký kênh để ủng hộ Lý. Xin chúc anh em thao tác thành công trên các cái chiếc xe yêu của khách nhá. Rồi cảm ơn anh em và chúc anh em thao tác thành công.